Từ sáng sớm, tiếng chống hội đã thúc giục hàng nghìn người về non thương yên tử chiêm bái lễ Phật. Lễ đường vườn hoa tâm với sức chứa hàng nghìn người được trang trí rực rỡ cờ hoa trong tiết trời xuân ấm áp, thanh tịnh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời công đức của Trần Nhân Tông, vị vua đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc nguyên mông xâm lược. Khi đất nước thanh bình, Ngài đã rời bỏ ngai vàng, lên núi yên tử tu hành, lấy Phật danh là điều ngự giác hoàng, trở thành đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm. Trải qua thăng trầm lịch sử, Yên Tử luôn ấp ủ trong mình hồn thiêng văn hóa Việt với hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng những giá trị tinh thần tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm và nền văn hóa Đại Việt rực rỡ. Tinh thần Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm vẫn còn sống mãi trong nền văn hóa dân tộc, trong đó nổi bật nhất là tinh thần nhập thế, giao thoa sống động giữa đời và đạo. Với những giá trị văn hóa tinh thần to lớn đó, ngày nay Yên Tử đã trở thành bảo vật vô giá và lên niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Ninh mà còn của cả dân tộc du khách Lê Thị Dung ở Quảng Ninh và Lê Hồng Đặng, tỉnh Đắk Nông cảm nhận. Chúng tôi và Yên Tử đã lễ tam tổ chúc năm Yên Tử Thánh Hiền, là dạy cả bốn miền đạo đức từ bi. Tôi ở Đắk Nông, tôi thiêu thuyền phái chúc năm Yên Tử từ năm tôi 12 tuổi và tôi rất là vinh dự. Đất nước mình đã giữ được một cái truyền thống yêu nước và cũng là giữ được một cái bản sắc của dân tộc. Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, Hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới trong đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tâm linh vào ban đêm như lễ cầu an, lễ chúc phúc, biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử, văn hóa ẩm thực dân tộc Giao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử. Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã đầu tư trồng cây tạo cảnh quan tuyến đường dài hơn 10 km từ quốc lộ 18 vào đến khu di tích Yên Tử, bổ sung thêm 70 xe điện đưa đón du khách. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tất cả các hệ thống giao thông kết nối Quảng Ninh với lại các cái khu vực và các tỉnh lân cận đã được nâng cấp và đầu tư xây dựng hoàn thiện các cái tuyến đường nội thành nội thị của thành phố Hồng Bí cũng như tuyến đường nối từ quốc lộ 18 vào trong khu vực Yên Tử đã được đầu tư nâng cấp và rất là khang trang. Thành phố cũng đã phối hợp với công an tỉnh và phối hợp với các cái lực lượng chức năng là xây dựng các cái phương án để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là an ninh trật tự ở trên toàn địa bàn tuyến khu di tích. Chỉ trong 6 ngày lễ, khu di tích Yên Tử đã đón số lượng khách du xuân lễ Phật với gần 80.000 lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và kinh tế xã hội của Quảng Ninh sau đại dịch Covid-19.